Thấy mẹ sắp lên cơn thịnh nộ, cậu bé cất giọng hát mẹ yêu ơi để cứu vãn tình hình và cái kết cảm lạnh. Khi đó người mẹ đang nằm nghỉ trưa thì bất ngờ một tiếng hét vang dội phát ra từ phía cậu con trai quý tử. Tiếng hét yêu thương đầy nội lực của cậu bé như xé rách cả bầu trời không khí yên ắng lúc ban trưa, khiến cho người mẹ không thể thư giãn thêm một giây một phút nào nữa mà phải bật người đứng dậy đi một vòng để lấy lại bình tĩnh trước khi cơn thịnh nộ nổ ra. Cho đến khi người mẹ đáp lại tình cảm của con trai với cái ghế nhựa cầm trên tay thì tiếng hét của cậu bé đột ngột im bặt đi. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã không nhịn được cười trước cách bày tỏ tình cảm yêu thương của cậu con trai dành cho người mẹ yêu dấu của mình. Một số bình luận được mọi người để lại: ca nổi gân cổ luôn, vậy mà mẹ còn chưa hiểu lòng thằng nhỏ nữa. Con trai thì đứng gồng người hát hết cả mình, người mẹ đáp lại tình yêu thương hết cả hồn. Con tưởng mẹ lấy cái mic cho con hát tiếp, nhưng thấy mẹ lấy cái ghế thì con chạy thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.